Chính phủ Mỹ hôm qua đã cáo buộc hai nhân viên cơ quan an ninh Nga và hai tin tặc liên quan tới vụ đánh cắp 500 triệu tài khoản mạng Yahoo năm 2014. Đây là lần đầu tiên chính phủ Mỹ cáo buộc hình sự các nhân viên Nga với tội danh tấn công mạng. Theo bản cáo trạng do Bộ Tư pháp Mỹ công bố, hai nhân viên cơ quan an ninh liên bang Nga bị cáo buộc là Dmitry Dokuchev và Igor Suchochin. Hai tin tặc là Alexei Belan và Karim Baratov, công dân Canada gốc Kazakhstan. Dmitry Dokuchev và Igor Suchochin, nhân viên cơ quan an ninh của Nga, đã bảo vệ, chỉ đạo, tạo điều kiện và trả tiền cho các tội phạm tin tặc thu nhập thông tin thông qua việc xâm nhập máy tính ở Mỹ và những nơi khác. Họ đã làm việc với các đồng phạm là Alexei Belan và Karim Baratov để tấn công các máy tính của các công ty Mỹ cung cấp dịch vụ email và các dịch vụ Internet khác để duy trì quyền truy cập không được phép ở các máy tính này, đánh cắp thông tin, trong đó có thông tin về những người sử dụng cá nhân và nội dung riêng tư trong tài khoản của họ. Riêng Alexei Belan còn bị cáo buộc xâm nhập Yahoo để tìm kiếm và đánh cắp thông tin tài chính như thẻ quà tặng, số thẻ tín dụng từ tài khoản email của người sử dụng. Tin tặc này còn tiếp cận được hơn 300 triệu tài khoản Yahoo, đánh cắp những thông tin liên hệ của các tài khoản này để gửi tới những email lừa đảo. Bản cáo trạng của Mỹ bao gồm 47 tội danh, gồm âm mưu phạm tội, lừa đảo trên mạng Internet, gián điệp kinh tế, đánh cắp bí mật thương mại, đánh cắp thông tin cá nhân.